Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí, kênh cập nhật tin tức sao Việt mới nhất và hấp dẫn nhất mỗi ngày. Chúc các bạn có một ngày thật vui tươi và hạnh phúc. Và đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo. Showbiz Việt thêm một cặp toang. Lâm Khánh Chi dọn về nhà ba mẹ đẻ, hôn nhân với chồng trẻ kém 8 tuổi gặp trục trặc. Mượn lời bài hát, Lâm Khánh Chi bày tỏ tâm trạng: có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy. Mới đây nhất trên Facebook cá nhân của Lâm Khánh Chi, mượn lời bài hát để bày tỏ tâm sự: có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy. Tuy chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng đã cho thấy mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và chồng trẻ kém 8 tuổi Nguyễn Phi Hùng gặp trục trặc. Khán giả hiện đang rất lo lắng khi showbiz Việt rất có thể thêm một cặp toang sau thời gian dài 4 năm yêu và kết hôn. Xem lại lịch sử chỉnh sửa của Lâm Khánh Chi, công chúng còn bất ngờ hơn khi cô đề cập chuyện dọn nhà về ba mẹ đẻ sống. Người đẹp chuyển giới chia sẻ: có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy. Khánh Chi dọn đồ về nhà ba mẹ ở đây. Liên lạc với chồng cô, nhân vật này cho biết hiện chưa thể đưa ra câu trả lời. Được công chúng nhận xét rất hiền và luôn chiều vợ, sau gần 2 năm về chung một nhà và đã có con trai, ông xã của Khánh Chi vẫn không tiếc những lời có cánh cho vợ. Thậm chí vào tối hôm qua, giọng ca "Ngày còn anh bên tôi" vẫn chia sẻ hình ảnh tình tứ, hạnh phúc của hai vợ chồng. Sao vậy chị ơi? Chia gì vậy công chúa? Đừng nói chia tay nha. Xin đừng làm fan lo lắng người đẹp, là một trong ít số bình luận để lại. Bài đăng trên Facebook của Lâm Khánh Chi đã được xóa. Ai cũng mong vợ chồng Lâm Khánh Chi có thể giải quyết khúc mắc và giữ được cuộc hôn nhân trọn vẹn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại bình luận, cảm nghĩ của mình về video này. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất.